Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình cập nhật lại cho các bạn dự án là ngày 16 tháng 4 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận và ri 100 tập cần có ký hiệu SBB này các bạn. Thì tập cần ban đầu làm dự án này thì các bạn cần link sẽ phần link mô tả thứ hai mình các bạn mở link phong ra các bạn. Thì các bạn điền cái link phong này để tôi cần nó phân phối nha các bạn. Thì các bạn trong đầu tiên các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn này. Rồi các bạn join vào cái kênh Telegram trước kia của tất cả các bạn nha các bạn. Trước kia các bạn khai báo trên Telegram nào thì các bạn điền vào username Telegram đó nha các bạn. Trên con bot á. Command 1133. Tiếp tục. Trước kia các bạn đã dùng địa chỉ gì nào thì các bạn điền vào gì đó các bạn. Địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 nè. Các bạn copy địa chỉ dí mình lên nha các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi các bạn nhấp vào tôi chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn điền form của con tập cần SPP trên em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.